Anh ba đợi tí em qua liền nha. Tiền đâu bây giờ ta? Con gái chơi trò con đốn với ba con nè. À? Dạ có, ba đố đi. Mà con có tiền không? Mẹ mới cho con nè. Được, nếu con trả lời đúng, ba sẽ cho con hộp bánh này. Nếu con trả lời sai, thì tiền này là của ba. Ba đố con uống nước nhớ gì? Dễ ẹt, uống nước nhớ nguồn. Sai bé. Ủa sao sai ba? Con đang uống gì? Con uống trái dừa. Có phải uống nước nhớ kẻ trồng dừa không? Tiền này của ba nha. Phải kiếm thêm mới được. Ba, tôi đố ba phép tính. Nếu ba tính đúng, tôi sẽ chùi toilet một tháng. À? Nếu ba tính sai, ba cho tôi 2 xị nha. Quân tử nha. Tiền đây, ông đố đi. Tôi đố bà, 30 chia 1 nửa cộng 10 bằng bao nhiêu? Tưởng cao siêu lắm, là 25 chứ gì? Tiền này của tôi nha. Khoan, tôi sai ở đâu? Sai là sai, bà tính kỹ lại đi, bye nha. 30 chia 1 nửa. 30 chia 1 nửa. Chia 1 nửa. Bà tính ra chưa? Kết quả đúng là bao nhiêu không? Bà hỏi mọi người xem. Vậy là bao nhiêu?